khó khăn vô cùng, mình phải tự tìm hiểu tất cả mọi thứ. Các anh chị đi trước mà đã có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong giới á, thì mình cũng không có tiện hỏi và người ta cũng không có tiện trả lời cho mình được. Tin những cái người ở ngoài Hà Nội á, bị gạt. Em bị gạt liên tục luôn cái thời điểm đó. Em là em tự quyết định đi ra ngoài Hà Nội. Đúng rồi, em tự quyết định em đi làm. Xong rồi em cứ nghe người ta xong rồi chuyển tiền, đi ra đi vô chuyển tiền. Rốt cuộc cái con số nó lên tới 800 mấy. Lúc đó Quy biết không? Dạ, chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời. Và đây hai vị khách mời chúng ta chính là hai nhân vật hồi nãy mà Hoàng Mèo và Kim Nhã tái hiện lại. Xin mời hai khách mời ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng giải quyết câu chuyện vừa rồi. Ủa sao mà tình huống giống dữ vậy ta? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đôi nét về hai bạn một chút xíu cho quý vị khán giả biết ha. Mình tên là Lê Minh Quốc, là nhà đồng sáng lập DRH. Mình là Trương Ngọc Huy, hiện tại là giám đốc điều hành của hệ thống gia liễu DRH Linux, cũng đồng sáng lập cùng với Quốc luôn. Trương Ngọc Huy và Lê Minh Quốc, CEO và đồng sáng lập thương hiệu viện thẩm mỹ DRH. Cả hai yêu nhau 13 năm và có đám cưới vào năm 2023. Trải qua những rào cản của gia đình, cả hai cùng nhau tạo dựng sự nghiệp vững mạnh, đi tìm con để giữ lửa hạnh phúc. Để tìm hiểu bí quyết hôn nhân của cả hai như thế nào, hãy cùng chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời lắng nghe câu chuyện của họ. Hiện tại tụi này có 3 đứa con. Kể là phải kể gia đình. Đúng rồi, cái đúng gì hay quá mình có quyền khoe. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Tụi này có 3 đứa con, một gái 2 trai. Khoan, em tắt mắt nhẹ. Là mình sinh con nuôi hay là con sao? Của tụi anh. Con chung của tụi anh, đúng rồi. Đi qua bên nước ngoài và thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo. Sau đó thì có 3 đứa con. Cái ấn tượng đầu tiên của anh á, khi mà anh gặp Quốc là như... Đúng rồi, hai người gặp nhau thì như thế nào? Cái này là chắc là Quốc sẽ ấn tượng anh Huy trước đi hả? Ủa vậy hả? Khúc này lắm. Ok. Mình là người được cua nha. Chứ mình đi cua nha. Nhưng mà quan trọng là mình vừa bắt đầu chưa chuẩn bị cua là ông đã chịu. Lúc đó là em đang là một sinh viên đi làm ở trong một cái quán cà phê. Anh Huy là một sinh viên giàu. Sinh viên giàu. Tại vì đối với em, sinh viên thời đó mà 13 năm trước mà ngày nào cũng đi uống một ly cà phê sữa để học bài, ngồi trong một cái quán mà ly cà phê lúc đó là hình như là hơn 20.000. Mà 13 năm trước là giàu rồi, còn gì nữa. Tại vì lúc đó mình cũng có công việc của mình nữa. Tức là bản thân mình, mình lúc nào cũng song song việc, vừa học vừa làm. Và thời điểm đó cũng vậy luôn. Nên là mình phải có một cái không gian riêng để mà mình uống cà phê, để mình tỉnh táo vậy đó. Nhưng mà thật sự là không có biết uống cà phê đâu. Mình uống Sambo dàn cà phê. Quốc là người bưng cho anh này và cũng ấn tượng về anh ngay từ đầu. Sau đó thì có một cái dịp nào đó Quốc gặp chuyện, cho nên là vừa tính nghỉ học và nghỉ làm ở chỗ luôn để lên Sài Gòn làm. Thì trước đó một tuần nghỉ á, thì lại gặp anh này vào, ảnh làm cái hội nghị đó, thì mình quyết định là nhắn tin làm quen chọc ghẹo thôi. Nhưng mà không ngờ là sau đó thì ảnh trả lời liền và thôi. Nhắn tin chọc ghẹo là ai xin số ai? Em lấy số từ cái một cái bạn khác ở trong đó. Tại vì hồi đó ông này ông hot lắm anh. Nhưng mà cái quán đó là để ý ổng chứ không phải là một mình em. Cho nên là họ đưa cái số điện thoại cho em và kêu là em chọc ghẹo ông này không, thì em nói ok chọc ghẹo thôi. Thì sau đó mới có cái cuộc hẹn đầu tiên vào 10 giờ tối sau khi tan ca ngày hôm đó. Và ngày hôm đó bắt đầu quen luôn tới bây giờ. Là anh có để ý bạn trước không? Ai mà em nhìn rồi một phát là chỉ cần gặp em một lần thôi là em đã nhớ cái người đó. Trời, nhưng mà lúc đó em cứ nghĩ là em dễ thương quá. 13 năm rồi nhờ chương trình mình mới biết. Nhưng mà thực sự ra lúc đó thì cũng ấn tượng là tại vì Quốc rất là dễ thương, thì mình rất là ấn tượng cái nụ cười của Quốc. Xong rồi về thì kết nối cho tới bây giờ. Rồi thực sự ra là thời điểm đó là mình cũng có quen một bạn nữ, mà lúc đó mình cũng chưa có định rõ mình như thế nào luôn á. Kết nối bạn nữ xong mình cũng chia tay bạn nữ, rồi xong mới kết nối lại với Quốc. Có một đoạn gọi là gần như không phải là gián đoạn, mà kiểu như 2 năm đó là 2 năm mình lập nghiệp ở Sài Gòn vậy đó. Từ 23 đến 25. Thì tới 25 là mình bóc Quốc lên Sài Gòn luôn. Bóc Quốc lên Sài Gòn. Cái gì nó cũng rất là chủ động. Tìm việc cho Quốc rồi sau đó rồi cùng nhau xây dựng công việc ở Sài Gòn. Đó là gia đình của mình cũng phong kiến. Bà già cũng rất là dữ dội á. Ôi trời, dữ vậy. Các con dâu của nhà mình á
là cũng bị ngăn cản hết trơn, không có người nào mà được thuận buồm xuôi gió nào chui vô nhà hết trơn. À, cũng phải tìm hiểu kỹ càng như thế nào. Nên là thật sự ra là để có được một gia đình hạnh phúc á, mình rút kinh nghiệm từ ba người trước. Là mình sẽ phải làm cái gì đó mà mình phải độc lập về tài chính, mình phải lo được hết cho ba mẹ mình đi, phải mua căn nhà cho bà già cái đã, tức là phải báo hiếu cho bà già cái, rồi phải cho bà già một tháng bao nhiêu tiền cái, rồi mình phải kiếm cái gì, mình phải lo cho mấy ông anh của mình, những người mà ví dụ như những người thân của mình, cháu con gì mình là gặp sự cố gì đó mình phải lo, thì mình cũng phải có kế hoạch rõ ràng. Thì mọi thứ nó đã nằm ở trong một cái plan, sau khi mọi thứ đã xong plan rồi thì được sự ủng hộ như vậy thì mình lên kế hoạch cưới. Rồi mình lên kế hoạch cưới xong mình mới chuyển qua để mà mình làm sao cho bà già, ông già mình phải chấp thuận. Ngồi nghĩ lại á thì cũng thấy tội cho ông này, tức là ông phải vừa kiếm công danh sự nghiệp ở ngoài kia, vừa phải lo để báo hiếu cho ba má, để gây dựng hết tất cả mọi thứ để mà tình yêu có thể tự do. Nhưng mà mình lúc đó lại không hiểu được. Còn trẻ quá. Dạ đúng rồi. Tại vì mình đang ở một cái xã hội mà giống như là mình là, trước giờ mình là phong kiến rồi. Do mình đang ở trong cái gia đình đó, mình sẽ hiểu rõ nhất về cái gia đình đó. Nên mình cần phải làm gì để làm sao cho mà bịt miệng được cái gia đình đó. Nghe có nghĩa là đúng rồi. Mình làm cách nào đó mình thuyết phục gia đình đúng của mình. Đúng rồi. Phải làm sao cho người ta không nói được. Thì giống như trong cái đám cưới của mình, rõ ràng là mẹ mình không đồng thuận. Không đồng thuận. Mẹ mình ngày đám cưới của mình là mẹ mình không đồng ý. Mẹ mình còn cảm thấy không cần cái đó là gì. Ngày hôm đó chị đem một bức tranh qua chúc tân gia hai đứa, chúc tân gia của con Huy hết, chứ không phải là trên tinh thần là đi dự đám cưới. Nhưng phải làm sao để mình cho cái câu chuyện đó nó trở thành cái đám cưới. Tất cả mọi thứ vô bây giờ má không đồng thuận thì đó là chuyện của má, ở trong đầu của má. Mình cái chuyện kia mình chết mình sẽ giải quyết sao. Nhưng mà trước cái ngày đó nói má sau này Quốc sẽ gọi má là bằng má. Tức là thời điểm đó thấy đó. Má cũng chưa có hoàn toàn chấp nhận đúng cái chuyện rồi. Này. Tại vì trước đó má cũng có nói mấp mé rằng là nói với mấy đứa nhỏ chơi á, nói trước mặt em á, kêu là lớn lên cố gắng để lấy vợ đàng hoàng đừng như ba mày. Tối đó về thì em mới kể cho ông này ông nghe. Thì sau đó ông quyết định ông nói thẳng luôn. Ông nói thẳng là con yêu một người đàn ông, con đồng tính vậy đó. Ông nói đó là anh phải nói như vậy để anh bảo vệ em và con. Má nói được thì người khác cũng sẽ nói được. Đúng rồi. Thì cho nên là cái hôm đám cưới đó thì có thể là má không có hoàn toàn chấp nhận. Tuy nhiên là cái mối quan hệ giữa em với má trước đó, trước khi mà má biết chuyện của tụi em á, là em cũng đã là một người bạn thân của anh Huy và em về nhà anh Huy chơi hoài à. Cho nên mối quan hệ giữa em với má đã rất là tốt trước đó rồi. Và còn lại thì về gia đình, về tất cả mọi thứ thì không có lý do gì để má không chấp nhận. Mà chỉ là do má chưa có hoàn toàn chấp nhận được con trai của mình yêu một người con trai thôi. Nhưng mà một điều quan trọng là để cho má ngày hôm đó má không có gọi là có, tại má em là một cái sự phản ứng rất là kịch liệt. Giả sử mà má cảm thấy nghịch ý má là má có thể quậy à. Nàng ta là một người phụ nữ rất là nghịch liệt. Nếu như mà nghịch ý là má em có thể quậy, nhưng mà má em có một điều rất là sợ. Sĩ diện. Mấy tháng trước em phải bay về miền Trung. Em gặp gỡ tất cả các cậu dì mợ của em, những người mà có một cái gọi là một cái tiếng nói vô, tiếng nói đến má. Và má phải giữ được cái sĩ diện cho má và cho ba, cho cả gia đình. Ngày hôm đó mời tất cả các cậu dì mợ vô dự cái buổi tiệc đó của tụi em. Rồi mời tất cả những gì lớn hơn má để vô trong đó, là ngồi trấn hết nguyên cái bàn đó. Để cho má em má bình tĩnh lại. Đúng rồi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, lỡ mà có nói gì. Thì thực sự là ngày hôm đó cũng có nói, không biết sao mà thằng Huy nó cũng đẹp trai, nó cũng học giỏi, nó cũng có tiền, nó cũng có kiến thức, mà nó lại bị như vậy. Thì cậu em nói liền, cái đó nó không phải bị. Cậu em là người có trí thức, cái đó nó không phải bị. Mà nó như vậy một phần là do giáo dưỡng của gia đình. Một phần là lúc mà chị mang bầu á, ông cậu em ông nói rất là đúng. Lúc mà chị mang bầu á, chị muốn có con gái quá, nên đôi khi cái nội tiết tố của chị nó tiết ra và đứa con của chị nó thay đổi cái giới tính của nó vào cái lúc mà nó sinh ra, và nó trở thành một đứa thích một đứa con trai. Quen nhau 12 năm rồi xong mới cưới. Nhưng mà tại sao để một cái khoảng thời gian dài như vậy rồi mình mới cưới? 2 năm đó vừa đủ để hai đứa có thể tốt nghiệp rồi gây dựng sự nghiệp và đủ tiền để mua nhà cho ba má, rồi có thể tự làm chủ được bản thân của mình thì mới bắt đầu tính tới cái kết quả cuối cùng là cái đám cưới. Tại vì hồi xưa cái nhà đầu tiên mà lúc mà hai đứa ở là chỉ có 100 mét vuông thôi.
thì cái không gian nó cũng rất là nhỏ, chưa đủ để cho một gia đình giống như má em họ có thể chấp nhận. Nên là đến năm vừa rồi á, là em mới xây một cái căn nhà khoảng hơn 500m2. Xây cái căn nhà như vậy thì người ta vô người ta thấy, đặc biệt bà già sẽ phải thấy được cái sự là ừ ok, thằng này nó cũng được rồi. Em có ghen, có buồn? Em có ghen, có buồn? Không, ghen là cái câu chuyện sau này. Sau khi mà tụi em đã xác định với nhau rồi á, thì mới bắt đầu có cái chuyện ghen tuông. Trước đó có một thời gian mà em lên đây em đi làm cho công ty ngoài. Tại vì lúc đó mình nghĩ là mình đi làm riêng đi, mình có một cái thu nhập riêng của mình, dù sao cũng chủ động hơn là về làm chung. Thì sau cái trận lục đục đó tái hợp được. Khúc mà lục đục vào năm 2017 á, thì có một cái người thứ ba, thì sau đó thì cũng có chia tay. Tại vì em mà được cái nết, em mà đụng một cái là xong là em đi liền. Cái kiểu mình hơi bất cần. Là dọn đồ đi liền luôn. Con trai hay gái? Con trai. Con trai luôn. Dạ, thì sau một cái khoảng thời gian cũng không lâu đâu, khoảng một tháng thôi là đã quay về rồi. Hai tháng. Lý do sao quay về? Dạ, lý do là ông này ông đi tìm, ông chủ động ông tìm lại. Ông kêu là như thế này như thế kia, ông kêu là lúc đó là anh muốn như vậy là do em không về với anh, rồi anh lỡ say nắng. Ông có nói một câu là vợ chồng mà không lẽ có những lúc anh say nắng vậy, rồi mỗi lần ai cũng say nắng vậy rồi bị vợ bỏ gì, đàn ông trên thế gian này bị bỏ hết rồi thì em cũng phải có cái sự bao dung và tha thứ cho anh để anh vượt qua cái này. Và cái duy nhất mình thấy ông nói là có lý. Tại vì thật sự ra đàn ông kính hay là hở thôi, chắc chắn là cũng sẽ có một vài lần nào đó. Nhưng mà quan trọng là họ có tiếp tục diễn ra cái câu chuyện đó hay không. Thì mình chọn là tin anh Huy thêm một lần. Và sau đó thì về làm chung với nhau. Thì lúc mà ông chở mình đi lấy đồ, lúc đó là hai đứa còn đi xe máy, mà giữa trưa nắng như chở thuốc. Ông nói một câu là vui quá à, bữa nay có vợ về đi làm chung với anh. Tức là ngay cái lúc đó một cái câu nói bình thường thôi, nhưng mà làm cho em cảm thấy là lâu nay mình đã bỏ qua cái cảm xúc của cái người này. Cái người này chỉ biết đặt ra những cái yêu cầu thôi, chứ họ không biết nói những cái là em về với anh đi. Đúng rồi, cho nên là mình thì mình cần cái sự yêu thương đó. Cho nên là giữa không cái sự thấu hiểu đó, mình mất tới 6-7 năm để không hiểu nhau lận. Cái đó là chuyện tình cảm hai người. Hai người vung vén cho nhau. Thì ai là người có quyết định có con? Quốc. Tại sao? Khi mà Quốc quyết định vậy là mình cũng ok. Tại vì sao? Vì mình biết đó là một cái vitamin. Con cái cũng là một vitamin hạnh phúc cho gia đình. Cái lúc đó mà Quốc đề nghị là có con thì anh cảm thấy thế nào? Anh sợ. Lúc đó là anh nói trời không biết có con rồi. Hai đứa mình chăm có nổi không? Anh sợ là tại vì lúc đó tụi anh đã có nhà kế bên ba má. Nhiều khi má mà bà quạo lên không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì nhưng mà có con là mình phải lo đến một cái chuyện khác nữa. Đó là phải công bố danh phận của hai ba cho con. Là cái đầu anh nó nhảy số liền. Mình phải giải thích thế nào đúng với rồi con? Mình nhưng mà phải xã hội, gia đình phải công nhận cho mối quan hệ đó. Nên là khi mà có con làm anh là phải thêm một áp lực nữa. Mà vào thời điểm đó nó khó khăn vô cùng, mình phải tự tìm hiểu tất cả mọi thứ. Chắc anh chị đi trước mà đã có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong giới á, thì mình cũng không có tiện hỏi và người ta cũng không có tiện trả lời cho mình được. Tin những cái người ở ngoài Hà Nội á bị gạt liên tục luôn. Cái thời điểm đó em là em tự quyết định đi ra ngoài Hà Nội. Đúng rồi, em tự quyết định em đi làm. Xong rồi em cứ nghe người ta xong rồi chuyển tiền, đi ra đi vô chuyển tiền. Rốt cuộc cái con số nó lên tới 800+. Lúc đó Quy biết không? Dạ Quy biết. Biết mà, đã đồng thuận rồi. Nói chung là em là thoải mái lắm, đồng thuận. Rồi xong rồi tới vô dịch luôn. Sau đó vô dịch COVID luôn. Vô dịch rồi mà không làm được cái gì hết. Hỏi ra nó cũng không tới đâu là mình bắt đầu mình nghi ngờ mình bị lừa rồi. Và tới lúc mà em biết em bị lừa, hầu như là mình mất được cái khoảng thời gian quá dài. Và để nghe theo những cái lời của người ta, mình hy vọng nhiều thì mình thất vọng nhiều. Và bên cạnh đó mình vừa bị mất tiền, vừa bị mất cái niềm tin của mình nữa. Mới lại em suy sụp luôn. Cho nên là em có chia sẻ với ông này thì lại thương ông thêm một cái nữa. Ông nói một câu là không sao em, tiền của anh làm ra được. Cho nên là em cứ tiếp tục đi. Nhiều cặp vợ chồng bình thường, đàn ông đàn bà, người ta vẫn hiếm muộn và người ta vẫn khó có con mà. Em làm dịch vụ không được, về đây anh sẽ tự tìm hiểu anh làm. Thì tức lúc đó là anh mới nhúng tay vào. Tức là lúc đầu là anh giao cho Quốc. Anh là quan điểm là không phải lúc cái gì mình cũng phải tự làm. Để cho Quốc làm đi, Quốc sẽ tự thấy Quốc khó rồi. Ví dụ một là lúc đó Quốc lui, hai là lúc đó Quốc phải nghe lời anh trăm trăm. Thì khi mà lúc đó em phóng vô em làm thì
con em mới đậu. Ngay từ đầu á, là em quyết định là lấy gen của ông này. Tại vì mình nghĩ là mình yêu một người mà, cho nên mình muốn làm cái gì đó cho cái người đó. Và kể cả gia đình của má, để má chấp nhận mà. Cho nên là cái sự lựa chọn đầu tiên là phải lựa chọn cho ông này. Nhưng mà một cái quan trọng nhất để cho em quyết định vậy là nữa là mình cảm thấy mình có thể bao dung được. Mình có thể yêu thương một đứa nhỏ như là con của mình. Nên là ai mà có hỏi là con của Renai là cũng là con chung con hết. Con chung của tụi này. Không có là con của ai hết. Tại vì nó là cái công, cái sức là nuôi cái công dưỡng. Sức của ba Quốc. Ba Quốc nuôi con. Phải dạy con là con có được ngày hôm nay, ai cho con ăn, ai cho con sữa bú. Ba Quốc lo cho con sữa bú, ba chỉ đi kiếm tiền để cho ba Quốc ở nhà lo cho con. Ai là người lo cho con từ cái tả, từ cái quần, từ cái áo, ba Quốc lo cho con. Tất cả mọi thứ đều như vậy, đó là con chung. Rồi cái lúc đó nuôi con rồi có gặp khó khăn gì không cả hai người? Thực sự ra là nuôi con thì cái khó khăn duy nhất của tụi này á là mình phải hiểu được con. Tức là mình phải cho con mình đi học về phát triển não trái, phát triển não phải. Thực sự là cãi lộn hoài luôn á. Tại vì mình là một người, mình là người có kế hoạch. Tranh luận cũng có cãi lộn. Thực sự là mình là một người có kế hoạch. Dù bây giờ con mà vô lớp 1, con học trường quốc tế là con phải học cái gì? Con học trường công là con phải học cái gì? Rồi với cái trường hợp của con mình phải học cái gì? Thì mình phải cho con mình học cái gì trước? Học về phát triển não phải, phát triển não trái. Rồi bây giờ phải cho như vậy là luyện những cái kỹ năng gì? Kỹ năng sống gì? Tức là tiếng Anh gì đó, đó. Giáo dục con từ lúc giáo dục rất là con nhỏ. Từ lúc mà nhỏ xíu xíu là từ... để đảm bảo tương lai cho con về sau. Dạ đúng rồi. Tức là từ khi mà tụi em có con á, thì có rất là nhiều cái câu hỏi và thắc mắc. Họ nghĩ là đứa nhỏ sau này nó sinh cho một gia đình có hai ông bố thì nó sẽ bị bắt nạt, hoặc là nó sẽ cảm thấy mặc cảm. Tuy nhiên á, là cho nên tụi em biết được cái câu chuyện, thay vì mình kéo con mình khỏi những cái chuyện đó, thì em sẽ dạy cho con cái cách như thế nào để đối mặt với cái chuyện đó. Tức là khi một đứa nhỏ nó ý thức được cái sự tồn tại của nó tới cái thế giới này, và hai ba phải cố gắng và nỗ lực như thế nào để có nó. Và với một điều quan trọng là mình với Quốc á, mình lúc nào cũng nói với Quốc á, em làm gì làm phải cho người ta thấy mình là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng phải hợp tác tốt. Đúng rồi, là phải hợp tác tốt. Giống như là Quốc là phải lo cho con. Có những lần không hợp tác tốt. Có những lần không hợp tác tốt. Có chứ. Dạ có chứ. Đâu có cái gì mà nó đỉnh điểm rồi. Ngày hôm đó là ngay cái giờ mà khoảng 3 giờ rưỡi là ba Quốc phải đưa Bon đi học, Bon Bin đi học. Ba Huy thì buổi trưa ăn trưa với mọi người xong thì ba Huy sẽ phải đến trường. Ba Huy thì là bị cái tính là giống như là Sở lỗi sau đó thì thay vì đưa tài xế về để chở em với con đi học thì ông chở luôn người ta về luôn. Và không báo lại. Thì khi mà tới cái giờ đi học đụng cái trời mưa nữa. Và quan trọng nhất lúc đó không phải là tất cả mọi thứ đó, sau khi mình bình tĩnh lại sau câu chuyện đó, thì là lúc đó là em đang stress. Là do mình ở nhà quyết định, mới vừa quyết định cắt hết 80% công việc để ở nhà lo cho con, thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực. Và tại vì bắt đầu mình cảm thấy là không kiểm soát được mọi thứ, trong khi trước đó mình đi làm, nhân viên của mình nhất cử nhất động là mình kiểm soát được hết. Thì cho nên là em stress với ba đứa, và cộng thêm nữa tụi nó tới những cái tuổi mà giống như là khủng hoảng tuổi lên 3 rồi khủng hoảng tuổi lên 2, hai đứa một lượt luôn, tại vì đứa 3 đứa 2. Cho nên là cuối cùng em stress thì giờ mới kiếm chuyện với ông này. Kiếm chuyện tại sao anh không quan tâm tới em với con, mà tại sao phải quá sợ lỗi với người ngoài như vậy, trong khi kiểu như vậy. Nhưng mấy người kia mình rất là thương, mình người thân của mình mà. Thì sau đó anh vẫn chống chế, thấy chưa? Thì phải để đối với nói đi Quốc, lúc này anh bên em á. Thì sau đó tối về thì em mới nhắn tin. Em mới kiểu là em thấy anh như vậy là không được. Tức là thay vì em kêu là anh phải đi về thì em lại trách cứ. Thì em trách cứ thì ông này ông cũng không thèm giải thích. Tức là ngay lúc mà mình trách cứ, tức là tất cả những bà vợ đều biết là khi mà mình trách cứ tức là mình cần một cái lời giải thích và an ủi. Nhưng thay vì như vậy thì mấy ông này không nói, mấy ông này lại cự luôn. Nói em đừng có ăn dạy, em đừng có vô lý, trong khi câu chuyện nó có chút xíu em có thể tự bắt bút taxi đi được. Thì có câu chuyện mà bút taxi đi được thì ai cũng làm được, tuy nhiên mình mong muốn nhiều thứ hơn cái chuyện đó. Thì đêm đó mới xảy ra cái câu chuyện là cãi nhau. Và cái tính của mình là gì nè, mình về dưới mình nằm sofa mình coi tivi là mình thấy tin nhắn nhiều rồi đó, đọc rồi đó. Nhưng mình mà cũng, vậy nè, mình nói là được rồi. Được rồi á, nó chỉ có tác dụng khi sếp nói với nhân viên thôi. Còn khi mà chồng mà nói với vợ là được rồi là người ta càng điên lên. Đúng rồi. Phải giải quyết chứ tại sao lại được rồi. Quan điểm của em là gì nè? Chưa xin lỗi mà là sao lại được rồi? Cái đó em không thấy em có lỗi. Em không thấy em có lỗi.
cho tới giờ à, không, cho tới giờ luôn. Tới giờ mình cũng không thấy cái chuyện đó mình có lỗi, tại vì thực sự ra ở nhà vẫn còn chiếc xe ở nhà chứ không phải là không còn chiếc xe ở nhà à, đúng không? Em binh nhẹ xíu ừ. Là bây giờ anh khía cạnh Quốc đi em ừ. Đặt mình vô như anh Huy là à những cái người này là những người mình cần thiết chăm sóc chu đáo cho họ xíu à. Đi xíu thôi rồi à. Xe về hiểu không? Tôi à. Con tôi ở nhà tôi đang muốn đưa con đi tôi lấy đi xe tôi đi mà ở nhà có xe mà đi Grab đi taxi thì tôi có thể làm được điều đó mình nói ở nhà có xe còn không giờ chờ anh à. Xíu anh book taxi cho em để anh đưa con à. Đi nha bây giờ. Ủa, nhưng mà cái của tôi là tôi cần sự ấm áp của chồng tôi đưa tôi em đi em ơi em đang bị gì em biết không em cắt giảm 80% công việc cho nên bây giờ em bị stress đó em biết tôi bị stress tại sao em không chịu làm để cho tôi em đang cố gắng kiểm soát công việc đó, đó hiểu không? Dạ. Là cái khúc đó đó, đúng không? Đúng chưa? Yeah. Đúng không? Đúng không? Dạ em đang anh đang nói đúng không? Đúng không? Anh đang cần nhưng mà em đang bên anh đúng không? Đúng. Đó là đó anh mèo cũng đúng mà chị nhẹ cũng đúng. Đó. À. Cho nên là nó mới xảy ra cái vụ sùm cãi vã đó. Đúng thì rồi. Đỉnh điểm là ông này ông có bệnh hen trong người, à. Thì ông lại lên hen và thêm một cái nữa lúc đó ông đang ẵm con Bon. Là vì lúc đó là mình không muốn con mình đó. Nghe cái sự cho nên là khi mà ổng lên hen để té nhỏ xuống u đầu một cục vậy thì nói chung là khi mà xảy ra cái chuyện đó rồi là em không nghĩ được nhiều, em chỉ chở bé đi bệnh viện liền và ông này giao lại cho ở nhà lo. Thì trên đường đó là em chỉ lo con mình bị cái gì, thì trong đêm đó là con em nó ôm em rất là chặt, nó đi vô phải chụp CT á mà nó sợ nó khóc nha, mà đứa bé mới 2 tuổi mấy thôi. Cái em mới nói là thôi con ơi con ráng đi, ba xin lỗi con nhưng mà con ráng, có ba ở đây con đừng có sợ. Cái nó cắn môi, nó miếm môi là nó ráng nó chịu. Thì tức là cái cảm xúc và cái hành động cái đêm đó làm cho em phải suy nghĩ lại cái sự stress và cái sự đẩy lên cao trào của mình, liệu lúc đó nó có đáng hay không, lỡ như lúc đó con mình nó bị cái gì, ông này bị cái gì thì mọi thứ nó trở nên vô nghĩa. Tại vì lúc đó em bị tê biến luôn. Và sau đó em tự refresh lại mình. Em tự điều chỉnh mình. Tức là em tập trung những cái câu chuyện vào những cái em thích, những cái em chăm con, em đi lựa sổ sách, đi lựa quần áo cho con. Anh muốn làm ra tiền đúng không thì em đi xài tiền. Anh muốn làm ra tiền đúng không thì em đi xài tiền. Đi mua giày, mua dép, mua 10 đâu. Bữa đó đi shopping cho con quá trời. Xong rồi sau đó về mình mới suy nghĩ lại là mình cứ làm tốt cái trách nhiệm của mình đi. Cứ trách cứ hoài nó chỉ xảy ra chuyện vậy thôi. Và lỡ như đêm đó con và chồng có chuyện gì thì có phải là mình hối hận suốt đời hay không? Thật sự ra cái mâu thuẫn á mà để mà giải quyết á là cả hai bên đều phải tự calm down mình lại. Tại vì thật sự ra ngày hôm đó là mình nằm ở dưới rồi, là mình đã né rồi mà cứ nhắn tin hoài à. Nhắn tin mà cái tên mà mình nó là phải check tin nhắn của nhân viên à. Kiểu như một người thì thích đối mặt, một người thì thích né cho nên không, mình không phải là né mà mình thấy là cái chuyện đó nó không có đáng. Dựng tóc lên là bắt đầu ổng kêu thôi được rồi. Ừ, mình lúc nào, tại vì quan điểm của mình là gì nè, gia đình là hạnh phúc. Uh-huh. Nhà là đúng là cái nhà đó, cái nhà là có cái mái rồi cái nơi để mà che chắn cho mình. Yeah. Thì mình về là cái nơi đó là cái nơi ấm áp nhất cho mình. Dạ anh ơi, thì nó bình yên. Em vừa nghe đồn á là anh vừa chuyển cho cái nhà 10 tỷ. Ê, có khi nào là cái do cái câu chuyện là giận nhau á, thường thường là ví dụ như mà giận nhau thì thường tặng quà để làm quà không? Chắc vậy, chắc tặng quà làm quà hay là sao? Tài chính nó mỗi năm mỗi tháng mà làm hả, làm sau khi chi tất cả mọi thứ rồi trừ một khoản để có thể kinh doanh sắp tới á thì thông thường là em sẽ tiết kiệm lại để cho mấy đứa nhỏ sau này. Thì cái tháng đó là tôi tính là cái lấy cái khoản tiền đó là mình mua cái miếng đất kế bên. Thì nói thôi thôi anh chuyển cái đó cho em đó là em mua gì để mua. Thay vì ví dụ như chuyển cái Tết thì ông chuyển luôn một lần. Thì có sẵn mình khoe mình làm màu luôn vậy đó. Cái thời điểm trước là em rất là thân với mẹ chồng đúng không? Dạ. Chứ lúc mà chưa có kết hôn, chưa mà công khai rồi đó. Thì sau đó khi kết hôn cho đến bây giờ hiện tại ấy, thì cái mối quan hệ nó như thế nào em hả? Sau khi kết hôn á thì sẽ có một cái mà chung của hầu hết tất cả mẹ chồng nhiều nha. Nhiều trường hợp là cảm thấy hơi ganh tị với con dâu. Tại vì với lại em cũng phải dành thời gian nhiều cho ba đứa nhỏ. Nhiều khi má cũng trách vu vơ là sao không có qua thăm. Còn ông này thì đi từ sáng tới chiều tối. Thì nhiên tối tụi em vẫn chạy qua thăm, nhưng mà tự nhiên khoảng nửa tiếng là đi về rồi. Thì má cũng trách cứ. Thì nhưng mà cái đó thì em nghĩ cái đó là cũng ổn thôi, cũng giống như nhiều người khác. Tuy nhiên là mình phải giữ cái mối quan hệ đó, mình tránh nói những cái điều mà má đang nghĩ. Thì hiển nhiên mình không có làm cho mối quan hệ tốt hơn, thân thiết hơn được thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái mối quan hệ ở cái mức tốt và không có cãi vã. Em có bị áp lực trong cái chuyện mà phải giữ cái mối quan hệ như vậy? Dạ không, em không cảm thấy áp lực tại vì ở riêng. Chứ nếu mà ở chung là chịu không nổi đâu. Có nghĩa là Quy cũng biết cái không, tính không, của mẹ em ở chung với má em cũng chịu không nổi. Không phải mình em mà tất cả mọi người, nếu mà ai mà ở chung với má em đều rất là stress.
đó là gọi là thời đại anh. Đúng rồi, thời đại. Mình đó, nó thời đại càng ngày càng phát triển, mình phải cập nhật. Nếu mình không cập nhật được mình sẽ đi có rồi. Những cái nhìn nó mà, khó chịu. Đúng rồi, mà thực sự má anh là như vậy là bình thường. Cách tốt nhất không sửa đổi được má thì mình sửa đổi chính mình. Rời ra khỏi nhà, đi kiếm nhà khác mình ở. Nó xấu quá nhiều nha. Không, nó không nói xấu mà nó là sự thật. Không sao, cắt nhẹ, sẽ có cắt nhẹ. Cắt không, không nhẹ đâu, cũng nặng. Nhưng mà nói gì mẹ, tại vì mẹ cũng thương gì thương con. Tức là mỗi người sẽ mình sẽ có một cái cách để yêu thương họ phù hợp, để tránh có những cái xung đột xảy ra. Đúng rồi, tức là theo quan điểm của anh nha, nếu cái vấn đề đó nó không quá lớn, anh sẽ không giải quyết. Hèn gì nhắn tin hoài nữa, không trả lời được rồi. Còn bên đây là còn máu chiến luôn. Tại vì bên đây là có cái xe nhẹ thôi thì đó. Mà nhắn tin vậy hiểu không? Được, đúng rồi. Thật ra có nhiều phương pháp để giải quyết. Nghĩa là ở khía cạnh của anh Huy là anh Huy có nhiều phương pháp để giải quyết. Nhưng mà Quốc thì Quốc là muốn sự ấm áp của người đàn ông kế bên đó mình. Đó là lý do mà em cũng muốn hỏi Quốc là tại sao cái thời điểm đó em bị stress. Và áp lực của em là có phải là vì em nghỉ việc hoàn toàn để em ở nhà em chăm con không? Dạ. Cái áp lực đó là áp lực như thế nào? Tại vì khi mà mình thay đổi cái môi trường, thứ nhất là mình bị sốc nè. Thứ hai nữa là khi mà mình làm được mình cảm thấy mình có ích hơn là cái thời điểm đó là con em nó chưa biết nói nhiều. Nó chưa có biết tiếp thu những cái mà mình dạy. Cho nên là mình cảm thấy mình không làm ra được cái giá trị gì giống như trước đó. Và thêm cái ông này á, thì khi mà mình nghỉ việc thì ổng phải cover luôn cái đó, ổng làm nhiều hơn thì ổng lại mất thời gian thì có thời gian là con bệnh thì ổng chỉ về ổng vô ổng nhìn cái ổng đi ra cái ngay cái lúc đó cái sự stress của mình nó lấp đi hết những cái suy nghĩ tích cực, nó chỉ bị cái cảm xúc tiêu cực của mình nó bị cao lên thì khi đó nó đẩy cái đỉnh điểm nó lên. Nếu mà giữa em với anh Huy không, nó rất là dễ xử, toàn là người lớn với nhau hết. Ví dụ như không có ở chung được nữa thì nặng ai nấy sống thôi, nhưng bây giờ là có ba đứa nhỏ rồi, cái trách nhiệm nó rất là nặng nề. Và hơn nữa là con mình nó sinh ra trong một gia đình 2-3 còn quá mới so với xã hội nữa, cho nên cái sự bảo vệ nó càng phải chặt chẽ hơn. Em có lo sợ nếu một ngày nào đó mà hả em phải nuôi ba đứa con? Dạ không, em hầu như là em không lo sợ về chuyện đó, tại vì em sẽ chuẩn bị trước cho cái tình huống đó nó xảy ra. Dạ, sorry anh Huy, không phải là em không tin anh, nhưng mà trong cuộc sống của em là vậy. Lúc nào em sống trong cái hạnh phúc nhất, em cũng phải tính kịch bản cho cái chuyện xấu nhất. Không phải là mình nghĩ tiêu cực nha, tại vì chuyện đời không ai biết trước được chuyện gì hết. Gọi là tính đường lui á. Dạ đúng rồi, cho nên là nếu mà mình cảm thấy ở thời điểm đó mình đủ sức lo được cho ba đứa nhỏ thì có chuyện gì, ok, mình lo, có trách nhiệm với nó là xong. Mà đó là cái lý do tại sao mà đôi khi mà Quốc có những cái tranh luận á. Quốc hay nói là em với anh giờ không có kết hôn, lỡ anh có chuyện gì rồi tài sản sao? Tại vì thời điểm đó là tất cả pháp lý về công ty tài sản là hầu như anh Huy đứng. Và em có những cái lo sợ của em, không phải tự nhiên em có cái sự lo sợ đó mà là... Tại sao lại lo sợ? Em lo sợ là em không có đủ tài chính để sau này em đúng lo rồi cho anh. Con hay như thế nào. Tức là em lo sợ là thời điểm đó, ví dụ như một đứa thì em có thể lo được. Nhưng mà em không muốn coi em khổ giống như em ngày xưa. Em không muốn coi em khổ giống như em ngày xưa. Cho nên là em phải tính nhiều cách. Tại vì khi mà em xảy ra vấn đề với má là cũng nằm ở trong cái vấn đề về tài sản rất là nhiều. Má cũng có những cái lời ra lời vô về tài sản. Ví dụ như Quy mà nó có chuyện gì thì Quốc nó sẽ không có ở nuôi ba đứa nhỏ. Dạ. Kiểu vậy đó. Má nghe vậy lúc đó anh Quy sao anh? Đúng lúc rồi. Anh bị áp lực giữa hai bên đó anh. Nghĩa là một bên thì vợ là anh có chuyện gì rồi tài sản làm sao? Một bên là mẹ. Con có chuyện gì rồi tài sản làm sao? Đúng rồi đó. Anh nói là anh sẽ không nói gì với hai bên. Quan điểm anh là anh không nói gì, tại vì cái chuyện đó không nói trực tiếp anh. Tại vì không ai dám nói trực tiếp anh. Vậy là cái câu chuyện là nói trực tiếp với lại người khác nói. Nói thông, nghĩa là anh biết thông qua một người khác. Đúng rồi, nhưng mà mấy người giúp việc á nói cho mình nghe thì mình mới nghe được như vậy thì mình mới tìm đường. Ví dụ như vậy thì bản thân Quốc cũng phải cần một cái khoản về tài chính lo. Thì Quốc cũng phải, một là Quốc đứng tên tài sản thêm. Hiển nhiên là Quốc cũng đã có đứng tài sản rồi. Nhưng hoặc là Quốc phải có thêm một cái khoản tiền mà nó nhiều hơn nữa. Mà cái khoản đó mình có thể bỏ được ngân hàng. Thì cái khoản mà hồi nãy 10 tỷ nhà đó. Đúng rồi đó. Em vừa nghe đồn á là anh vừa chuyển cho cái nhà 10 tỷ. Cái tháng đó là tôi tính là cái lấy cái khoản tiền đó là mình mua cái miếng đất kế bên. Thì nói thôi anh chuyển cái đó cho em đó là em mua gì để mua. Thay vì ví dụ như chuyển cái Tết thì ông chuyển luôn một lần. Thì cái sẵn mình khoe mình làm màu luôn vậy đó. Cái khoản đó là mình nói rồi, ok đó, em yên tâm chưa? Em yên tâm thì em lo cho mấy đứa nhỏ, còn những cái phần còn lại anh tự lo. Tại vì thật ra nói về tài sản á thì
trước đó em rất là vô tư nha. Ai làm sao làm, tại vì anh Huy cũng để em rất là thoải mái. Tiền của hai đứa làm ở trong công ty đó thì em muốn mua gì em cứ rút ra em mua, rồi miễn sao cuối tháng kế toán đưa ra cái kết quả là được. Nhưng mà sau khi có con em bắt đầu suy nghĩ nhiều. Tại vì 12 năm rồi xong 4 năm đại học nó cần rất là nhiều tiền để có thể lo cho con mình tốt hơn. Rồi chuyện đời đâu ai biết trước được gì đâu. Mà trong khi thật sự ra cái này nhiều cặp lo lắng chứ không phải là riêng em. Là những cặp là không có giá trị về pháp lý, tức là trên pháp lý không có giá trị về vợ chồng. Thì hiển nhiên sẽ có những cái rủi ro như vậy thì em lo là đúng. Tuy nhiên thì cái cách mà em lo và cái cách áp lực từ bên má đổ qua nữa thì vô tình ông này ông lại cảm giác là ơ tại sao mọi người nhìn vào cái tài sản của mình không. Thì có thể má không phải nhìn vào tài sản, má chỉ lo cho anh Huy lỡ như em là người không tốt. Còn ví dụ như em thì em lo lỡ như có chuyện gì thì con không tốt. Nhưng mà cái sự lo đó nó không có đưa ra được một cái kết quả nào tốt hơn. Và quan trọng là ông này ông sẽ có cái cách giải quyết tốt. Nhưng mà lúc đó anh áp lực mình đúng rồi đó, không, cái anh không cách giải quyết, cái cách giải quyết của hai là người là chỉ là cái chuyện anh chuyển số tiền qua vậy là thôi. Tại anh thấy cái chuyện đó nó nhỏ, anh thấy cái chuyện đó nó nhỏ, giải quyết nhanh lắm hả? Giải quyết nhanh chuyển cái là xong. Trong mấy ngày mà giải quyết trong khoảng 2 ngày tôi đó. Đó cũng là một cái cách giải quyết ha. Cái điều biết là một cái rẹt là xong rồi đó. Không, cái máy yên tâm em thương lượng em thì thương lượng thẳng em nói bây giờ ba đứa nhỏ đúng không? Sau này nó cần học gì, ví dụ như học trường gì đó một tháng cần một năm cần mấy trăm triệu thì 12 năm của nó là bao nhiêu, anh chuyển đủ cái số đó cho em. Đủ lo cho nó 12 năm đi học là xong. Có cứ để đó đi coi như của hồi môn cũng được. Dạ, xong rồi anh chuyển rồi là xong. Đó là câu chuyện giữa em với Quốc đã giải quyết xong rồi. Ví dụ như mẹ có biết cái câu chuyện mà em giải quyết với Quốc không? Thực sự là tới bây giờ là mẹ cũng biết chứ. Mẹ biết luôn. Em có nói cái đó đó là con lo cho con đó rồi má khỏi lo nữa. Rồi chuyện gia đình đó là hiển nhiên má đừng lo, bây giờ má lo má ăn ngủ cho ngon, má thấy má khỏe đi. Bây giờ má lo phần má đi. Đi du lịch đúng rồi. Má lo được phần má đi. Rồi má hãy lo phần cái tụi con, má đừng ngồi đó má lo. Bởi vậy trong cuộc hôn nhân nó quá nhiều chuyện đi. Bởi vì làm người yêu thì dễ chứ làm vợ nó khó vô cùng. Anh mắt rất buồn á. Khi mà có việc xảy ra mình nhìn cái chuyện nó phức tạp là nó phức tạp. Nhìn nhẹ là nó sẽ nhìn nhẹ là nó nhẹ. Nhưng mà quan trọng là cái cấu trúc thần kinh của người ta như vậy. Không phải. Cảm xúc của người ta vậy làm sao bắt người ta nghĩ suy đơn giản như mình. Em cũng nghĩ là một cái cạnh là em diễn viên á, hồi xưa em cũng phải có phân tích vai đồ nhân vật á. Thì nếu như em đặt em vào trường hợp của Quốc đi. Là Quốc đã có một cái gia đình đổ vỡ từ nhỏ. Đúng rồi, cho nên nó sẽ cho nên là bây giờ Quốc đang rất là lo lắng là sau này những đứa con của mình sẽ như thế nào. Quốc sẽ luôn muốn là mình đã không có hạnh phúc ở thời điểm đó rồi, mình phải cho con mình một cái hạnh phúc về tương lai. Rồi chị học môn này khá tốt nhỉ. Em ơi, phải học phân tích tâm lý mới làm diễn viên được. Phải học mới làm được. Cho nên là khi mà em nghe câu chuyện đó em không thể trách Quốc được, tại vì Quốc đã từng trải qua đổ vỡ rồi. Quen với lại sống với nhau nha. Thương anh Huy nhất ở chỗ là tức là mỗi lần mà cái nết của mình nó quạo lên á là mình không còn là mình nữa, tức là cứ đòi chia tay, chứ nó được không được thì thôi. Nhưng mà ông này tuyệt nhiên trong 13 năm chưa bao giờ ông nói một chữ chia tay nào. Một trong số những lý do tại sao mà bây giờ gia đình tụi anh vui vẻ hơn. Dạ. Tại vì anh nghĩ là mọi thứ nó phải có lề có lối, nó có nề có nếp. Nhu cầu của anh là anh cần phải đi ra ngoài đường để anh tìm hiểu cái cuộc sống của xã hội sao, và để anh tăng cái sự sáng tạo của anh. Anh tiếp xúc với mọi người để anh làm cái công việc của anh, anh phát triển phòng khám của anh. Còn Quốc cũng cần phải sạc pin cái nguồn năng lượng của Quốc. Thì Quốc thích cái gì? Ví dụ như Quốc thích nấu đồ ăn, Quốc muốn mua cái máy đó để mà làm bánh thì Quốc cứ mua. Ngày hôm đó Quốc thích trồng cây nhiêu đó thì giờ ok em thấy đủ đất không? Không đủ đất anh mua miếng đất kế bên cho em trồng cây. Đó là vậy đó. Thì cái suy nghĩ của mình là mình phải làm gì cho hai đứa cùng hạnh phúc. Nó ví dụ như còn Quốc nói không, em không cần tới miếng đất đó, miếng đất đó em cực lắm, cho em làm trồng cây ở trên sân thượng đi. Rồi em muốn trồng cây sân thượng thì em cứ làm trồng cây sân thượng. Thì là cái nhà màng của em đó em muốn làm như thế nào. Tức là thật đó. Ra là có những chuyện là mình có thể tự làm. Nhưng mà mình thích cái kiểu được như là làm cho. Đúng rồi. Nhưng mà ông này thương ở một cái như là như thế nào. Tức là khó chịu lắm. Kêu làm đó, thôi làm cho nó xấu nhà đó, thời dơ nữa rồi em làm bao lâu em bỏ. Xong cái em nói, vậy thôi nghỉ làm, đơn giản vậy thôi. Xong cái đầu 2-3 ngày sau tự, rồi anh tìm thợ rồi đó, anh chốt giá luôn rồi đó, em kêu người ta lại làm đi. Chị sẽ đứng ở bên phía anh Huy.
để gửi những lời này tới em. Hai Quốc, mới đó mà đã 13 năm hay em? Khoảng thời gian đủ dài để mình có những kỷ niệm vui buồn và rút kinh nghiệm để chăm ba đứa con. Giờ thì quan trọng nhất là luôn giữ cân bằng để toàn lực lo cho ba đứa con. Thanh em nha, đã là hậu phương vững chắc để anh ra ngoài vững tâm trong công việc. Ký nhận ngày 4 tháng 5 năm 2024. Ba Huy, cái này giống ký hợp đồng công ty quá ha. Ký nhận nó chứ kỷ niệm mà. Kỷ niệm ngày 4 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn em, dễ thương quá. Mình cứ liên tiếp mãi coi cái bao thư như thế này à, một cái thiệp rất là xinh à. Cái là tấm gương á. Tấm gương, tấm gương là anh muốn là Quốc có thể nhìn Quốc mình sẽ là tấm gương cho các đứa con. Wow, à, trời ý nghĩa quá à. Dạ cái này, nè giữ dạ, kỷ niệm nha. Cái này trời là biết rồi. À biết rồi. Biết. Cần phải lời nói nữa nó sẽ hay hơn nữa. À muốn lời nói đúng rồi à. Chứ viết thì viết thì dễ à. Ngồi viết ra thôi, đầu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ mình nói thành lời em à. em đã nói giùm anh trong cái này thôi thì cái tình cảm của em thì đương nhiên là nó sẽ không bằng cái tình cảm của anh rồi. Ok, thank you anh Hoàng Mèo với Kim Nhã nha. 13 năm, ok, mình cũng đã gắn bó đúng không? Anh hy vọng rằng là làm cái gì làm mình sẽ giống như hồi nãy anh nói vậy đó, cân bằng, giữ được cân bằng thì mình mới giữ được cái hạnh phúc lâu dài. Tại cái gì mà nó lên đến tột đỉnh rồi nó sẽ rớt xuống rất là sâu. Ok, biết. Đúng rồi. Cái gì cũng vậy ha, mình sẽ giữ cân bằng của mình, cân bằng cảm xúc, cân bằng gia đình, cân bằng cuộc sống thì mình mới giữ được cái hạnh phúc của mình. Cảm ơn em đã luôn đồng hành với anh trong suốt khoảng thời gian qua. Yêu em. Vậy vui lây được hưởng lây đấy, năng lượng hạnh phúc đó. Vậy tới tôi à. Dạ. Đó hả? Dạ. Thư của vợ cho chồng. Tự nhiên bữa nay sớm nghe. Chào Ba Huy yêu dấu, em rất vui vì mang lại. Thôi đây em hỗ trợ. Vì nay em hỗ trợ có cơ hội. Biết sao không? Tại vì cái ánh bên em đèn nó không sáng. Chào Ba Huy yêu dấu, em rất vui vì nay lại có cơ hội nói với mọi người về chuyện của tụi mình. Em muốn nói hoài, muốn kể hoài cho mọi người, cho con của mình về hành trình tuyệt diệu của tụi mình. Muốn nói với mọi người, tôi đang rất hạnh phúc. À, muốn nói với mọi người, tôi đang rất hạnh phúc và có một người bạn đời tốt. Ba Huy nhớ làm và học cũng cân bằng sức khỏe nha. Còn chăm lo cho 4-3 con tụi mình nữa. Love you, Lê Minh Quốc. Trời ơi, cái câu đó. Dạ hưởng kia, không? Xin hưởng kia. Trời ơi. Nói chung là tụi em ủa kỳ ta. Nói chung là tụi em quá quá tuyệt vời, quá đẹp, tất cả mọi thứ nó quá hoàn hảo. Tới ngày hôm nay cho anh với Nhã được hưởng lây, hưởng lây, hưởng lây, hưởng lây thật, hưởng lây thật. Thực sự ra là đó là những cái câu chuyện mình kể lại thôi. Thì đôi khi trong cuộc sống sẽ có những cái lúc mình tranh cãi, cãi vã, tranh luận, đó là cái điều hiển nhiên của những cặp vợ chồng. Thì cái đó là chuyện đương nhiên, mà đến khi mình cảm thấy là mình hạnh phúc đó, là đủ. Quốc cũng có một chút gì ha. Dạ. Đối với anh á thì em cảm thấy may mắn nhất là được gặp anh. Tại vì em là một người đam mê gia đình. Tại vì em thiếu những cái mà em muốn. Em muốn nhỏ là em muốn ba mẹ em không bao giờ ly hôn á. Em không muốn lúc nào cũng phải ra đường mà cảm giác là tại sao mình thiếu đi ba, thiếu đi một người chăm sóc của mình mà trong khi trước đó mình đã có. Ví dụ như ban đầu em không có thì không sao,
Nhưng mà tới khi gặp anh thì em cảm thấy là cảm ơn vì mình gặp được một người mà có thể đủ tin tưởng, ít nhất là tin tưởng khoảng 80%. Và quan trọng như là những lần mà tuy là em cảm thấy em rất là người lớn, nhưng mà cuối cùng sau khi em bình tĩnh lại thì em thấy anh mới là người lớn. Mới nhận ra đúng không? Không, em nhận ra lâu rồi, nhưng mà chẳng qua là không phải cái gì mình cũng cần phải nói. Nhưng mà cuối cùng thì em nghĩ là anh cảm nhận được những cái mà em dành cho anh. Okay. Em sẽ thể hiện qua cái hành động của mình và dành cái khoảng thời gian còn lại là cố gắng hết sức có thể để thực hiện cái lý tưởng sống của em, đó là anh và ba đứa nhỏ. Ok, I love you. À, có quà nữa. Đúng rồi. Có quà. Quà từ ai đây hả? À? Quà từ anh. Quà từ ai hả? Hai cái thiệp này của anh mua. Không có đánh chờ. Không được đánh. Không làm gì được. Dạ đây anh Huy ơi, đây là quà của anh ha. Rồi cảm ơn em. Dạ, đây anh chuẩn bị cho em một món quà. Bí kiếp dạy con đúng không? Muôn kiếp nhân sinh. Muôn kiếp nhân sinh. Anh muốn gửi em là cuộc sống là nó có nhiều cái thứ bập bình lắm. Kệ nó đi, mình cứ cân bằng là được. Anh đọc chưa? Anh đọc rồi, đọc rất nhiều lần. Tính chưa đọc thì về em đọc cho nghe. Dạ, thì em cũng xin cảm ơn chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời. Và đặc biệt là cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn chị Nhã đã cho tụi em có cơ hội có thể kể lại và chia sẻ những cái câu chuyện của tụi em. Mà giống như em nói là cái câu chuyện của tụi em muốn kể hoài, kể cho mọi người cùng nghe, để mọi người có được cái niềm tin vào tình yêu. Tại vì tình yêu nó không phải là một cái khuôn khổ, một cái quy định nào hết. Tình yêu chỉ đơn giản là một người đối với một người và rung động và muốn tiến tới cái người đó thôi. Và chỉ cần yêu là đủ, và cùng nhau cố gắng, và quan trọng là phải đủ trách nhiệm với nhau nữa. Dạ. Em xin cảm ơn hai em. Dạ, kính thưa quý vị thấy không? Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo nhất, chỉ có những cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất khi họ dành tất cả những điều tốt nhất cho nhau. Thật sự luôn. Không lẽ làm đơn xin phép không làm chương trình này nữa chứ. Giật mặt một đứa em thơ ngây. Đó. Bây giờ làm như làm ông mụ riết rồi cái bị vậy đó em. Ông mụ. Tọc đầu. Rồi, thôi phải nói là khán giả, phải nói là khắp mọi miền đất nước và thậm chí là khán giả ở hải ngoại luôn cũng rất là biết và rất là mến mộ tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc cũng như là cuộc sống vợ chồng của hai bạn. Thế nhưng đến với chương trình này chúng ta phải làm y chang cái format đó là giới thiệu về mình, tuổi tác và cuộc sống hiện tại. Nha, mời hai bạn. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ở ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Ồ, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Đó, lạ ha, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng sao hướng, Quốc đồng Thanh hướng. Nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó hoài vậy? Thiệt, chị thấy khác thì. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. Anh họ Tô hả? Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Đang ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi.
Dạ, à, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ mình mới hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nó bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái hai đứa nè? Gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đấy hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai cặp luôn á. Có hai bông hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thà như thế, rằng như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi bao khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV nè, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong cái đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Okay. Cũng được nha. Đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi quay lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàng hay là Hột Xoàng tấn công Phúc? Dạ, lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà dạ. Thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn ít hơn á. Dạ. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước.
Em nói chuyện trước. Bởi vì chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn. Chủ động đó, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cái MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao? Sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc có lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, là cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có tổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã thực lắm. Sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia. Thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao xuyên Phúc biết không Phúc? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất rồi, là ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Ở đây á, Phúc á là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần xài chữ tượng Cương của tôi không? Kim Cương hoặc là Xoàn. Kim Cương. Chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàn, bé Xoàn. Nghe tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nha. Dạ thì lúc đó em cũng thích nhưng mà cũng cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng... mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu. Thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Rồi tối về rồi cũng đâu có ngủ được. Cũng đâu được vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn đúng không? Một ngày một. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phương Linh. Phương Linh. Phương Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn cho ai? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết á. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Đó rồi. Vậy đó, cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó. Thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi sao đó, cũng cỡ tụi tôi. Tụi tôi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn một được ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó.
Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Tôi mắc cỡ đừng kể nữa. À kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì. Đó. Yeah. Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò với sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ đã lắm coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Kêu ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, anh Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hết. Tôi nín đi. Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn, đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng đó, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin. Nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại là người yêu mà đúng không, đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn nó tin nó mãnh liệt chứ nó rần rần nó la mà lắm đúng không, la mà lắm đúng không, có nhào tới ôm đi. Hả? Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà em nói gì ai sao em mà em với ai yêu thầm Thiên Nga biết không. Em biết Thiên Nga mình dạ biết yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết Thiên Nga nó khùng khùng mới hết yêu. Quốc Cường Tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó. Bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn đó đúng không? Dạ. Ở đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương. Cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là hai trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng đẹp. Không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ rồi. Còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm, nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa, tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ tập từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi
thì nguyên một tuần dài như vậy, từ thứ hai đến thứ sáu là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá, và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi, em không thể nào tập nổi nữa, mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ sáu đó, em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á, thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và hay năm quá. 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ, để cho những người giúp những người bị đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành, nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có, rồi em có sợ, em có giống như là, đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau, anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua, cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen. Chưa có Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn lắm. Cuối năm của nhóm 1088 đó, đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa, rồi đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần, là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Đó, trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ, gọi là giống như từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ có nghe nè. Rồi ảnh thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà, có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào ấy? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner, xong thì
kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn dự có hai người thôi. Đó, rồi có piano. Hai ông nhà. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Ồ, có nghĩa là luôn. Bởi vì anh còn anh lời. Anh Phúc anh lời. Em lời quá. Bởi vì lời lắm hai dịp rồi. Hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển ở giữa dưới biển đó, đó tặng cho em hả? Nha là em là mất xong rồi em cũng buồn nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới cho bự hơn. Anh nói như vậy thôi thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Dạ. Có giống cái cũ không hay là dạ, bự to, hơn dạ, to hơn to hơn dạ. Cũng được rồi, nói chung là đó là nói chung là có phúc có phúc cưới Phúc có phúc đó thì đó luôn kim cương mà cưới anh Phúc có phúc có phúc kim cương mà đi tặng hột xoàn cho kim cương. Trời đó, chợ củi về rừng, chợ củi về rừng nhiều luôn. Chuyện quá, chuyện mai mốt đừng tặng kim cương nữa, tặng bạc đi đó. Rồi sao ta thôi bây giờ là bắt đầu thôi bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó, không biết luôn á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này ở nghe. Chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không đó Kim Cương? Xiên không, có xiên không hay là làm biếng? Dạ như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì á. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu là như vậy. Đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, bà dạ, đúng rồi. Thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên rùa bò lật ngửa. Đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có tới đâu cao lắm là con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết rồi, cũng giờ nhanh được xíu rồi là nhanh lên được nửa tiếng đúng rồi. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á, thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ phải tới trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước, nhưng mà em không có cái tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi
về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên tốt. Và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật à, tới lúc nào cũng tới sớm hơn. Mình có thể mình đợi người khác cũng được, hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao yeah. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng đó, đúng không? Hối kiểu mà dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ. Mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn đó. Ủa mà giờ lạc đề nữa. Lạc đề nữa, đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu tật xấu đó, tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng à, có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra, đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn nhiêu là anh để kiển hết nha, anh thích để kiển ở trên lầu. Vậy anh là mua... một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp, là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với là một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở. Nở rồi, mọc lên. Rất là vui. Dạ, đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi, bác Thuận, bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận á. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Gặp người nước ngoài luôn á. Chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tôi ghét, tôi cũng thèm hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu. Chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt. Như vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Có chị có hơi lề mề hơi thôi lề đúng mề. Không? Là bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới Phúc đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Kim Cương thì... kể đi rồi về cắt lương. Thật xấu thì cũng không có thật xấu nhiều. Nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình nên rất là dễ quạo. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc, tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa với cỡ em đó, chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Ừ. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là thôi đi nghe tôi đi chạy luôn. Tức là chạy theo là em né ra cái chỗ khác là bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy em tôi lét đóng cửa luôn không? Đóng ngoài gì. Đứng ngoài chắc sức đúng không? Ê rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc, này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con và chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi
rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không có, nhưng mà kẹo được đấy, không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Bị luôn á. Vậy là quản lý là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Không hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Rồi ôi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không không phải là keo nha, tức là vẫn nhiều khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công chí rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Dạ. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ mà tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vì sao vậy giờ á, là em có muốn hai đứa, hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng, em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm, trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh, bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi, chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái ra. Thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân.